Bà đi đâu vậy bà Thiện? Tôi đi làm. À, bà phát tiền cử cho tôi chưa mà bà đi? Phát lương cho tôi đi chứ bà Thiện. Tối hôm qua tôi đưa cho ông rồi mà. Hôm qua là hôm qua, còn hôm nay thì bà phát đi. Cô đợi đúng cử mới phát hay sao? Hả? À, bà nói đi. Sáng giờ hết rồi sao? Nhiều quá. Một đồng của bà bổ bằng cái bánh xe bò hả bà Thiện? Hả? Ông làm ơn giùm đi ông Hào ơi. Ông không chịu đi làm ăn thì ở nhà giùm tôi, dọn ngó mấy đứa con để cho tôi đi làm. Thằng Đức nó bỏ học mấy ngày rồi mà ông có biết thì là không chứ. Học nhiều để làm gì bà, mà học ít thì cũng vậy, có khác gì đâu nè. Bà là cô giáo mà ngày giờ đây bà đi làm mướn thì sao, còn tôi ngày xưa cũng có học chứ, còn là một nhà văn viết tiểu thuyết có tầm cao, mà ngày giờ này tôi giống như mà. Vậy tôi hỏi bà, xã hội có bất công hay không? Tại ông quá số phận, sao cái thân ông lận đận nên ông bê tha quăng đời ông xuống tận, xuống tận cùng địa ngục. Địa ngục? Vậy còn bà, sao đã từng là cô giáo mà bây giờ bà lại ra thân là kẻ đi làm công làm mướn chứ gì? À, tại sao vậy hả? Nói đi. Tại tôi vì chồng vì con. Đổ thừa nữa. Nghe riết mà tôi tỉnh không nổi. Bà Thiện ơi, đừng có đổ thừa được không? Không phải đổ thừa, mà đó là bổn phận. Bổn phận của một người phụ nữ vô phước. Trời đất, tôi phải có một người chồng hữu tài lại vô dụng. Chửi nữa, chửi nữa, chửi hoài. Tôi biết tôi ra trúng đài rồi. À, mà tôi có tài. Tôi có tài mà vô lực. Vô lực chứ không phải là vô dụng nha bà Thiện. Vô lực á. Vì vậy nên từ là một cô giáo trẻ trường làng, tôi lại trở thành vợ của một nhà văn. Buông cây thước rời diễm phấn, tôi lại bắt đầu làm mẹ. Tập hát hồ ơ để ru cho con tôi say trọn giấc mơ. Ngài bước chân lên xe qua, tôi sung sướng ngập lòng. Tôi tưởng con đường mình đi có rắc hoa trải thảm, chứ không ngờ đâu, tôi dẫm lên gai sỏi, tôi đau nhức gót chân. Nhưng tôi vẫn cắn răng âm thầm căng chiều, bởi con đường này tôi đã chọn cho tôi. Nên bây giờ tôi chỉ sống cho con, chứ cuộc đời tôi nghĩa chẳng còn gì. Ý của bà nãy giờ là muốn nói thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai phải không? Bà muốn nói vào tay các bậc vương tôn công tử của thời đó, nhưng mà hổng về nó lại rơi vào tay tôi, rơi vào tay một kẻ cùng đến mạt trận phải không? Đó là cách nghĩ của riêng ông, chứ còn tôi thì trời bắt tôi thế nào mà tôi cam lòng thế ấy. Bà cam lòng mà bà than thở, bà cam lòng mà bà để cho chồng bà thiếu trước hụt sau. Bà cam lòng mà tôi phải vết chơi vết dưỡng, bà cam lòng mà để chồng thiêu quạnh vậy sao? Bà để cho tôi tìm vui với men rượu, để nó tàn phá tim gan thì phế thần của chồng. Bà cầm tiền phát cho tôi thì bà hãnh diện, còn tôi nhận tiền của bà thì tôi không biết đớn đau sao. Cái đớn đau của người đàn ông vô dụng, cái đau đớn của một thằng chồng bị vợ ghé tình. Tôi chưa có rẻ xin ông mà nghe. Chưa. Thì tương lai sẽ có. Đúng không? Đúng không? Ông đừng có kiếm chuyện, tôi còn nuôi con.
trăm thứ chỉ một mình tôi hà. Rồi bà chịu hết nổi phải không? Vậy bà bỏ tôi đi, thiếu gì kẻ cho bà trao thân gửi phận họ hơn tôi nhiều. Nói chuyện vậy mà nghe được, già hết rồi mà còn ghen. Ghen chứ, còn ăn cơm thì còn ghen chứ. Chừng nào ăn cháo thì mới hết ghen. Bà làm nhà hàng ngon rồi, tôi biết bà ngon lắm. Nữa, nói bậy không à? Không sợ con cái em út nó cười. Cười gì? Cái gì cười? Con Tâm thằng Đức nó dám cười cha nó hả? Còn khuya. Còn cha Hai Lương hả? Tôi thách cha đó. Cha làm gì hơn tôi mà dám cười em rể vậy cha? Thứ đàn ông chết duyên, già đời mà chưa biết cái gì là. Ai biểu làm phách, không chịu bái tôi làm sư phụ, tôi sẽ chỉ cho vài chiêu lả lướt. Con chào ba. Chào con, hôm nay sao dậy trễ vậy con? Chủ nhật mà ba. Điểm tâm của tôi đâu vậy Thiện? Dạ, có liền rồi con hai. Đói bụng muốn chết à? Con thức khuya lắm sao mà đói dữ vậy con? Dạ, điểm tâm của cô, tôi không uống sữa đâu. Ủa, thường ngày con uống sữa mà. Bữa nay con không uống bà. Vậy cô hai uống gì? Tôi làm liền cho cô hai. Cà phê sữa, lẹ đi. Dạ. Chị Thiện à, xì dầu đâu? Dạ đây. Ý, có rồi, tôi đãng trí quá, xin lỗi cô hai. Chị có lỗi gì chứ? Thường ngày Mẫn Qua dùng muối tiêu, chỉ có tôi ăn xì dầu thôi. Mẫn Qua, bữa nay con sao vậy hả? Con có sao đâu ba, tại muốn đổi khẩu vị cho giống ba thôi. Đổi khẩu vị thì phải thông báo trước chứ con. Rồi ly cà phê sữa của tôi đâu vậy? À, xin lỗi cô hai, tôi xuống tôi làm liền. Ba coi bả đó, hồn chí của bả để đâu á? Có ly cà phê sữa mà nãy giờ cũng chưa xong nữa, kỳ cục. Bà thấy con là mới kỳ đó, con quay gì ba như là quay chong chóng vậy đó. Thái độ của con như vậy á là ba không đồng ý. Với lúc nãy ba nghe con gọi dì ba đó là dì Thiện phải không? Thì ba tên Thiện, con gọi là dì Thiện. Cái gì bả? Nãy giờ con gọi dì ba là bả hai lần rồi đó. Ba, sao ba khó quá vậy? Cái gì ba cũng rầy con được à? Dạ, cà phê của cô. Để đó đi. Còn ly sữa gì đem xuống bếp. Uống cũng được, không uống thì đổ bỏ. Dạ. Ai, bà thấy con đối nhân xử thế kém cỏi quá, khiến cho bà thất vọng vì con đó con à. Ba, con có làm gì đâu mà ba tỏ vẻ không hài lòng vậy ba? Ba muốn con đừng coi thường ý kiến nào khác với ý kiến của mình. Như vậy đó, con mới có thể sửa sai được. Con thấy từ lúc má mất đến nay, ba đối xử với con khác hẳn à. Má con mất bao lâu rồi? 6 tháng rồi. Từ nhỏ tới lớn, con được má con quản giáo. Ba thì bận chuyện làm ăn nên đâu có lưu tâm để ý. Vì vậy cho nên ba đâu có là gầy. Nay má con qua đời ba phải có trách nhiệm với con, nên con mới thấy ba khác hẳn đó tới giờ. Ngày xưa trong ngoài má của con lo liệu, nay má mất đi ba mướn người lạ về. Họ không hiểu ý con cho nên con phải bực mình thôi. Ba lại coi trọng người ngoài mà lại trách tiền con. Trước gì ba đã có người đến giúp việc, con đối xử làm sao chưa một tháng họ nghỉ rồi. Ba phải đăng tin ở trên báo cần người, vì ba đọc tin liền đến nhận việc ngay. Thì tại vì già nên tìm chỗ làm mới khó, mới làm ở đây cho tới bây giờ. Chứ làm sao mà dĩ bì được với má con á ba. Mà ba biểu con tôn trọng dĩ như người nhà, hễ con nói ra thì ba cho rằng con khó chịu. Sao không nhớ câu khinh lão đắc tràng, con thấy ba trọng dì Thiện ba quý hơn vàng vậy đó. Vì vậy nên bây giờ con như cục đá ngoài hiên. Con nó nghe cục quá là nó ngang nó ngược à.
Bởi vậy người ta nói con hư là mẹ đó. Mà con ngày xưa cưng chiều qua đáng, nên ngày giờ này thật cũ của con vẫn quen. Dám chỉ trích ba ăn nói chẳng lựa lời. Ai biểu ba bên người ngoài ba bỏ rơi con. Con biết là ba hết thương con rồi, ba chỉ chờ ngày để tống cổ con đi. Ừ, phải đó. Ba chờ ngày con ra trường rồi ba kêu cái thằng Hiếu đó, nó xỏ mũi dắt con đi đó. Ba này, ba làm như con là trâu vậy. Không dám cho ảnh xỏ mũi đâu. Con xỏ mũi ảnh con dắt về đây cho ba coi nè. Con nhất định hả, con không có rời khỏi nhà này đâu. Một đứa ba chịu còn không nổi, chà hai đứa mà ở đây. Thôi, thôi để ba giao luôn cái nhà này cho con. Ba. Chào em. Chào bác sĩ. Khách sáo với anh chi vậy? Đó là lễ độ của y tá với bác sĩ đó mà. Dạ đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà bác sĩ theo dõi. Hôm rày em thấy quen với công việc chưa? Dạ quen rồi, cũng nhờ có anh hướng dẫn. Em cảm ơn anh. Hễ gặp là cảm ơn. Anh nghe riết rồi muốn làm mệt đây nè. Em làm ơn cất kỹ giùm cái tiếng cảm ơn cho anh nhờ có được không? Anh ra lệnh đó thì em không dám cãi. Vậy là em ngoan lắm. Em thật đáng khen, thông minh hiểu ý của anh. Vì anh là người ơn của em, nếu chọc anh giận thì anh cho nghỉ việc. Rồi anh sẽ mất một nhân tài đang miệt mài học nghề. Thôi em không làm phiền anh nữa, em đi thăm bệnh nhân. À, hình như trưa nay anh có ca mổ đột xuất, vì bác sĩ Tùng đã xin nghỉ phép. Vậy à, cảm ơn em nhắc nhở, để anh chuẩn bị. Bổn phận của em mà. Dạ chào bác sĩ. Lát gặp tại phòng mổ nha. Anh Hiếu. Mẫn Hoa, em chịu đến rồi hả? Nhớ thấy mồ luôn à. Nhớ thiệt không? Hay vừa làm chuyện mờ ám nên thấy em rồi hối hận mới vội vàng hối lộ? Mẫn Hoa, hai đứa mình có phải xung khắc không em? Mà hễ mỗi lần gặp nhau là em gây em mới chịu à. Phải vậy không? Có phải tại mình xung khắc không? Chứ còn gì nữa. Em bỏ anh một tuần lễ rồi. Anh nói cái gì? Ai bỏ ai? Thì em bỏ anh, để cho anh tái lạnh bờ môi thiếu hơi thở của nàng. Chẳng hơi ấm mùa xuân em chớ hờn cho phí thời gian gặp gỡ. Anh chợt ngất men nhiều, đang đợi chờ một nụ hôn. Không dám đâu. Lộc lừa đầu môi cho những ai có môi đổi thay. Lòng dạ người ta tình chung thủy. Quý mỹ thương tâm có phải dành cho bác sĩ không? Nè, bác sĩ cũng có trái tim, trái tim máu đỏ bình thường. Không phải lạnh diện nhân mà lạnh lùng sắc đá. Thôi đi, em chẳng có tin gì anh lừa dối em. Anh phải nói cho rõ người nào, họ mới vừa nói chuyện với anh ở ngoài kia. Em vừa đến thì vội bỏ đi ngay. À, họ
Họ là y tá của anh mà. Nhưng mà họ là ai? Anh phải nói cho rõ ràng chứ. Là bạn cùng chung trường. Chung trường? Chung trường nhưng mà là bạn ai? Thì bạn của hai đứa. Không dám đâu, không dám bạn của em đâu. Anh đừng có bao giờ nói Hoài Tâm là bạn của em nữa nha. Ủa, em nhận ra Hoài Tâm rồi sao mà còn hỏi? Thì em thử coi anh có thành thật với em không. Chứ dù nó có quá thành tro hả, em cũng nhận ra nó nữa. Mẫn Hoa à, tại sao em lại oán hận Hoài Tâm như vậy? Phải, em oán hận nó tận xương tận tủy kìa. Lúc nào trong thâm tâm em cũng nghĩ nó là cái gai trong mắt em. Đừng vậy mà Mẫn Hoa. Anh Hiếu, anh có biết không, em có cảm giác như chính nó đã cướp đi của em cái gì thân yêu cao quý. Rồi nó cứ nhỡn nhơ trêu chọc, nó còn dám cả gan len lỏi vào đây để kề cận người em yêu suốt cả đêm ngày. Nó là người mặt vàng mày dài. Còn anh, nếu như anh không có gì với nó thì tại sao nó lại hiện diện ở bên anh? Anh nói yêu em, tại sao anh cứ làm phật ý em? Anh trả lời đi, tại sao anh lại yên lặng chứ? Nếu muốn tình ta vuông tròn vẹn vẽ thì con nhỏ Hoài Tâm phải rời hẳn nơi này. Anh nhìn em nè, anh nhìn lên để làm gì? Nhìn lên để nuốt đau thương vì không nỡ đuổi nó phải không? Em biết mà. Em đừng làm cho anh phải cố tâm với điều em nói ra. Hoài Tâm đáng thương hơn nhiều, sao em nỡ dừng oán hờn cay đắng? Vì tình người với nhau nên sớ chia cánh đời cô đau. Hãy xóa bỏ trong em hiểu lầm từ trước để cùng Hoài Tâm thêm bạn bất thù. Cướp cho mười phương thối sạch đám mây mù, nên thích lại gần nhau cho đời nở hoa tươi thắm. Gieo ác cảm làm gì cho màu tím buồn dây cũ hồn ta. Thở cùng chúng trường em và Hoài Tâm, tình cảm của anh đối với hai người không hơn không kém. Nhưng nay em là bạn trăm năm, anh đã chọn còn Hoài Tâm anh xem như là em gái thuở nào. Em không tin, anh đừng có gạt em. Nếu muốn em tin á thì anh... Em đòi hỏi cái điều á mà anh khó thể chịu em được. Em suy nghĩ lại đi với những lời anh vừa nói. Em không có gì phải suy nghĩ cả. Anh vừa hiểu em mà anh Hiếu. Một khi em đã muốn thì khó ai lay chuyển được em, kể cả ba của em nữa. Vậy thì anh đâu có gì để nói với em. Còn chứ, anh phải nói với em một lần chót chứ. Nói cái gì? Anh hãy nói đi, anh chọn em hay là anh chọn nhỏ Tâm? Đừng làm khó anh mà. Anh yêu em nhất mà Mẫn Hoa. Yêu em nhất mà sợ em làm khó, không trung thực với lời nói. Anh yêu nhưng không chịu, mà nhất là chịu một cái việc vô lý. Em vô lý, vậy thì anh hữu lý. Hữu lý cho cái việc anh vẫn giữ Hoài Tâm ở bên cạnh anh. Được thôi, mình không còn gì để nói. Mẫn Hoa, anh đã có cái ý đặt Hoài Tâm vào vị trí này từ lâu rồi. Vậy mà em vẫn ngu ngơ, em không hề hay biết. Em vẫn đặt tình yêu ở lứa tuổi ô mai. Em thật là ngây thơ. Ngây thơ để làm trò cười cho thiên hạ. Mày đáng chưa? Mày đáng tội ngu của mày chưa Mẫn Hoa?
Mày tin người ta chung tình với mày đi. Nhưng hai chị đã dán chiều trước mắt rồi đó. Mày thấy chưa? Mày mở to đôi mắt ra mà nhìn đi. Mượn qua. Trời ơi, mượn qua ơi là mượn qua. Vậy con vô đây, ai chỉ cho con chỗ má làm vậy? Dạ không có ai chỉ cho con, con đi theo má. Con theo má từ nhà ra chợ? Dạ. Rồi theo đến đây hả? Dạ. Má, con xin lỗi má. Nín đi con, má hỏi chứ má đâu có rầy con. Mà con theo má để làm chi? Má đi ở mướn cho người ta, sao má giấu con? Má, má không có làm trong nhà hàng, sao má không nói thật để cho ba hiểu lầm má? Rồi hờn trách ghen ra sao chúng con vẫn yêu kính má. Tại sao con phải sợ tiếng dèm phá mà quên đi hai chữ sanh thành? Con buồn là má đã cho con gần hết cuộc đời của má, thân xa theo nàng vì dắt cạn máu tiên. Vì con đã 23 tuổi rồi còn để má nặng má, không biết san sẻ với má để gánh gồng cuộc sống. Rồi ngày nay biết má ra thân đi ở lòng rõ ràng con bất hiếu. Khờ quá, ai nói là con bất hiếu? Con ráng 2 năm nữa đi rồi mặc sức mà trả hiếu. Chứ nếu bây giờ con cãi lời má, con làm cho má tức giận, má buồn đau thì đó mới là bất hiếu. Con hiểu không Tâm? Lời má dạy con tôn trọng như vàng như ngọc, thì con đâu dám làm sai ý nguyện má mong chờ. Con biết tình mẹ lúc nào cũng trong mau
bao ngày qua tháng lại, con bước ra đường đời cho má nhẹ lo. Con bước ra đường đời má vẫn phải lo, vì đó là thiên chức xưa nay của người làm mẹ. Sợ con vấp ngã giữa đường đời, gai gốc gai nhọn sẽ làm đau bước chân con. Sao làm thân đàn bà khổ quá vậy má? Biết làm sao được giờ con. Đã sanh ra phận nữ nhi thì thường phải gánh thị phi vào lòng. Bởi vậy dù ba con có cay đắng cỡ nào má cũng chịu được. Má ơi, ba con tỉnh thì thôi, mà hễ sai thì cứ đem chuyện má đi làm nhà hàng ra dằn vặt má hoài à. Làm cậu hai giận ba con, không có thèm ăn cơm nhà, tối dằn dỏng ngoài sân ngủ á. Vì vậy nên con mới theo rình má, để coi có đúng như lời ba con nói không chứ gì. Má đừng cứ nghi con đứng về phía ba nha. Con làm vậy là cũng vì má đó. Con muốn... muốn giải oan cho má phải không? Bây giờ thì con yên tâm chưa? Dạ, yên tâm rồi. Thôi con về đi, má vô nấu cơm, trưa rồi. Dạ, con về nghe má. Sao về sớm vậy? Ủa, nhà này là nhà của tôi. Con biết cô hai hả Tâm? Chúng tôi học chung một trường mà. Vậy con ở đây nói chuyện với cô hai, khi nào về xin phép đàng hoàng nghe Tâm. Thưa cô hai tôi vô. Sao? Khó chịu lắm hả? Người làm mà không có lễ độ với chủ thì khó giữ việc làm lắm. Chào chị. Sao lại về? Chuyện của chúng mình còn chưa nói rõ mà. Chị muốn nói gì? Tôi muốn nói rằng cô và Hiếu là hai kẻ đáng khinh. Chị vừa nói ai? Là hai kẻ đê hèn đáng khinh. Tôi nói anh Hiếu và Tâm. Chị đừng có nói càng. Nếu chị có hiểu lầm mắng tôi thì cũng đúng. Vì tôi nghèo nên dễ bị cha đáp rẻ khinh. Nhưng xin chị đừng xúc phạm đến người tôi đã thọ ơn. Chiếm đoạt chuyên tình mà còn ngụy tạo sự nghĩa ân. Hai người qua mặt tôi lén lút với nhau. Nhưng hôm nay sự thật đã phơi bày. Anh Hiếu thừa nhận rồi, để giữ lại Tâm. Chị nói Tâm. Má, tại sao? Tại sao con lại làm chuyện xấu xa tôi thì tệ như vậy chứ? Má, má ơi, con không có. Con không có mà má. Tâm, Tâm ơi, lần đầu tiên má đánh con một bàn tay. Không ngờ con đón thật rồi. Là bạn học chung trường mà đi chiến đoạn tình duyên. Má, má hãy tin con để cho con nói ra điều oan ức của mình. Má ơi, con không bao giờ rồi họ phủ đầu chà đạp lên con. Vì dạy con khéo quá ha, vừa ăn cướp rồi còn vừa đánh trống la làng nữa. Cô im đi. Má, má đừng có nghe lời người ta thiêu dệt. Con về, con về đi. Chờ má về má nói chuyện với con. Má, má ơi, má biểu con về. Má ơi, con không được nói gì hết. Con đi về. Cô hai, tôi xin lỗi cô. Dì à, dì không có cần xin lỗi tôi đâu. Mà dì nên về dì dạy lại con gái của dì đi. Dạy con đừng bao giờ phỏng tay trên của người khác lần thứ hai. Nếu tiếp tục có thì họ sẽ không tha cho cái thứ bỉ ổi vô sĩ như con gái của dì đâu. Dạ tôi biết. Và nên nhớ,
Nghèo thì phải cho sạch, còn sạch thì phải cho thơm. Chứ đã nghèo đã sạch mà còn hôi thối nữa thì khó mà ở gần với con người lắm nha. Dạ, dạ tôi hiểu. Làm cha mẹ thì đừng đeo mắt kính có màu mà nhìn con cái. Dì nhớ đó. Tâm ơi, con giết má rồi. Dạ, thưa ông chủ cần gì? Chị chuẩn bị về hả chị ba? Dạ tôi chưa về đâu, ông chủ cần gì cứ sai biểu. Chị lại đây ngồi đi. Dạ, tôi đứng đây để nghe ông dạy. Chị ba, tôi xin đứt hai tiếng dạ thưa đó nghe chị ba. Đều là con người với nhau, lễ mễ làm chi ba cái tiếng đó hả chị ba? Chị ngồi đi. Ngồi đi. Cảm ơn ông chủ. Cái chuyện hồi sáng á, tôi biết chị buồn lắm. Ông chủ biết hết rồi. Chị hiểu tánh tình con gái của tôi mà. Vả lại cái chuyện sáng nay đôi dơi nó như là chuyện sắp trời. Nên khi tôi vừa về đến nhà chưa kịp thở xong thì đã nghe rõ chuyện. Tôi biết con mình nó đã làm sai, phận làm mẹ tôi xin gánh chịu. Vì có câu của ông bà xưa để lại, hễ mũi dài thì lại phải mang. Có gì đâu mà chỉ bận tâm như vậy, vì tình yêu của thời đại đó thì phải cần sự lựa chọn. Tôi đâu có cổ hủ như ông bà mình thuở trước, nên chẳng thấy phiền lòng cái chuyện sáng nay. Hồi chiều tới giờ tôi thấy chị buồn, tôi biết chắc con tôi đó có những lời lẽ khó nghe. Phận làm cha tôi thay mặt con mình xin lỗi chị một lời, chị bỏ qua cho. Ông chú ơi đừng nói tiếng xin lỗi tôi. Tôi là người ăn kẻ ở trong nhà. Người ăn kẻ ở cũng có danh dự chứ gì. Hôm chi việc này chưa ngã ngủ là sao? Phải ba mặt một lời mới biết ai đúng ai sai. Con tôi nó hồ đồ, tôi có chịu với lương tâm. Nhưng cả nhà tôi nó đủ là nhờ ơn ông. Nếu vậy một mình chỉ mà làm nuôi cả nhà, vì vậy tôi sợ cô hai phiền hà và bận lòng ông. Hoàn cảnh của chị ra sao? Chị nên nói rõ đi. Chị đừng có ngại. Ông chủ, tôi sẽ giúp chị giải quyết khó khăn, cũng như chị cho tôi cơ hội tạo cái đức vậy mà. Con Mẫn qua nhà tôi, cái hạnh của nó kém quá. Tôi muốn tích chút đức để lại cho con tôi ngày sau. Cô hai thiệt là có phúc, có người cha như ông chủ, đã lo cuộc sống hiện giờ, còn lo cả ngày sau cho con mình nữa. Ai làm cha mẹ cũng vậy, thì chị cũng đâu ngoại lệ. Vì nước mắt chảy xuống chứ có chảy ngược lên được đâu. Tôi xin phép hỏi chị câu này. Xin ông chủ cứ hỏi. Chẳng hay anh nhà vẫn khỏe hả chị? Dạ, ông nhà tôi vẫn bình thường. Nhưng có cái bệnh nghiện rượu, vì vậy nên đi làm chỗ nào cũng không được lâu. Cho nên tôi phải gánh luôn cái trách nhiệm của ổng. Vậy thì cái thân của chị khổ lắm đó. Còn anh nhà thì cứ phải như vậy hoài thì cũng tội cho bản thân ảnh. Đàn ông mà, ai là không có sĩ diện. Họ không gánh gồng được gia đình mà phải giao hết cho vợ thì đương nhiên họ phải mặc cảm, rồi tủi thân, rồi sinh biến chứng. Chẳng hạn như họ cho rằng mình là kẻ vô dụng nên bị người trong gia đình coi thường. Thậm chí có khi họ còn nghi ngờ đến cả cái... xin lỗi, chị nghe chị ba. Chị cho tôi nói câu này. Dạ, ông chủ cứ nói. Tôi sợ ảnh còn nghi ngờ cái sự tiết hạnh của chị nữa đó. Dạ, lời ông chủ nói không sai. Tôi đang khổ tâm về cái điều đó đó. Hoàn cảnh khó khăn khiến cho con người ta không thể bình yên trong cuộc sống. Tôi có một thắc mắc gì chị. Nay sẵn dịp chị cho tôi hỏi luôn nghe chị. Ông có gì thắc mắc xin ông cứ thẳng thắn, tôi không ngại đâu. Gần nửa năm nay chị đến đây giúp tôi săn sóc nhà cửa.
tôi nhìn thấy một sự đặc biệt ở chị mà chị giấu đó, phải không? Thưa ông chủ, tôi có cái gì đặc biệt mà giấu ông chứ? Chị muốn giấu mình trong cái vỏ ốc thô sơ, nhưng cái vỏ ốc kia không thể che kín được cái nét thành cao, là dáng dấp mảnh mai thanh nhã cao đài, nên tôi đoán được ngày xưa chị là con nhà nề nếp gia phong. Bàn tay chị ngăn nắp phụng xuôi, như cầm viên phân viết trên bàn nhà trường. Nếu nhận xét của tôi không lầm, ngày trước chị là nhà giao chẳng sai. Quá tình là ông có đôi mắt tinh vi, thấu rõ tâm can hình dạng con người. Tôi không thể giấu thân phận mình, nên đành thưa thật cùng ông. Gõ đầu trẻ đúng là nghề trước kia, nhưng tôi chỉ dạy cho đám trẻ nghèo chơi chút kim tức hẹp hòi. Ở cái lớp nhỏ của làng tôi, khiêm nhượng là tính chất cao. Khi người ta đã tiếp nhận được điều nhân nghĩa lễ trí tính vào tâm hồn, thì dù cho cuộc đời có thay đổi, tánh chất vẫn giữ nguyên không hề lãng chuyển. Nên người thâu tình đạt lý sẽ nhận ra, nếu như chỉ là người thẳng cao, thì anh ở nhà chắc chắn tệ đâu. Nếu như ông chủ đã dành cho tôi một câu thành thật, thì tôi cũng xin đem cái thành thật mà đổi lại cùng ông. Nhà tôi ngày xưa là một nhà văn, nhưng số phận của ông lại không được may mắn. Vì vậy mà cái khổ cái nghèo cứ bám lấy cuộc sống của vợ chồng tôi suốt 20 mấy năm. Số phận của tôi đành cam chịu, vì trời cao đã định sẵn rồi. Ông nhà tôi vì vua buồn thân phận, đã 20 năm chán đời chè rượu bê tha. Tôi thông cảm với chồng bởi số phận nghiệp cay, một nhà trí thức mà ngày nay thân tàn ma dài. Không khuyên giải được chồng nên tôi phải ra thân, ôm hết mọi gian truân và gánh nặng gia đình. Ngày xưa anh chị ở đâu hay vẫn sinh sống tại đất Sài Gòn? Hồi đó vợ chồng tôi ở tại cầu ngang xứ Trà Vinh. Hả? Cầu ngang xứ Trà Vinh? Chúng tôi bỏ xứ lên Sài Gòn cũng gần 20 năm rồi. À, anh chị có mấy người con, mấy trai mấy gái? Dạ, được một trai một gái. Một gái một trai. Vậy là gia đình có 4 người tất cả. Thời buổi tuổi quế gạo châu mà chỉ một mình nuôi lên bốn miệng ăn, tôi thấy là không thể để cho chị gánh gồng mãi được. Thôi vậy nghe chị ba, tôi sẽ tìm chỗ cho anh làm ở trong hãng xe của tôi, giúp anh tạm yên ổn tinh thần để khôi phục lại ý chí. Chị nhận lời của tôi vui mà cũng để nhẹ cho chị, cứ coi tôi như là bạn của anh và chị, giúp chị và anh là tình đồng loại. Chị đừng ngại ngùng mà phụ tấm lòng tôi. Ông chủ đã thương vợ chồng tôi mà nói vậy, tôi đâu có lời lẽ gì mà từ chối. Bây giờ chị viết liền tên tuổi của anh đi, rồi đưa cho tôi. Dạ ông chờ tôi. Dạ đây. Chị cho tôi mượn tập ra và viết đi. Đây là địa chỉ của hãng xe hơi Thiên Tường, chị cầm về đưa cho ảnh.
rồi chị ráng động viên ảnh đến gặp tôi ha. Cảm ơn ông chủ. Thôi chị về nhà đi, khi nay tôi còn phải coi lại sổ sách. Thì để cho Khoa đi cà phê sửa đậm cho ông. Cảm ơn chị nhiều nha. Tôi vô ý nên bóc lột sức lao động của chị. Ông chủ đừng nói vậy. Dạ cô hai cần tôi. Cần tôi mới gọi, không cần ai dám làm phiền. Dạ cô hai sai biểu là tôi làm liền hả cô hai? Vậy sao? Vậy tôi tưởng đâu lúc này dì lên rồi chứ. Sắp làm mẹ vợ của ông bác sĩ, mà không chừng cũng dám bước vô cái địa vị của má tôi nữa đó. Kìa cô hai, tôi xin cô đừng nói như vậy, tội nghiệp tôi mà cô hai. Tội nghiệp cái gì? Mẹ con thì còn âm mưu với nhau để đoạt hết những gì quý nhất ở trong tay tôi. Đừng có tưởng là tôi không biết chứ. Ai cũng binh vực gì đều cho tôi là sai. Nhưng mà tôi nói cho dì biết, dì đừng có hòng, con của dì cũng đừng có nuôi hy vọng. Tôi biết chứ, tôi biết là má tôi mất, trong lòng của ba tôi không ra gì cả. Không có đâu cô hai à, ông chủ rất thương cô hai. Sao dì biết? Dạ tôi... Thôi, tôi không có muốn nghe dì bào chữa nữa đâu. Dì làm ơn đến kéo giùm tôi sợi dây kéo sau lưng tôi lên đi. Dạ. Coi chừng đó, có ghét thì cũng đừng có kéo cho rách da tôi chứ. Dạ không có đâu. Bớt sơn lên vai phải. Bớt sơn rồi sao? Rồi sao không kéo lên hết cho tôi đi? Dì làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Thôi đi xuống bếp đi. Bớt son bên vai phải. Nói thật nghe, tôi tiếc lắm. Tiếc vì chúng ta gặp nhau đã trễ. Ngòi bút của anh viết rất quý giá, vậy mà thiên hạ lại thờ ơ. Thiệt là uống cho một nhân tài như anh mà phải cam mai một bấy nhiêu năm. Nếu tôi không vì hoàn cảnh mà đành đóng cửa tòa soạn thì nhất định tờ báo của tôi sẽ dành cho anh một góc để đăng những tập tiểu thuyết của... Không ngờ cái số của tôi nó lại mạt dẫn cùng đường. Tưởng đâu hôm nay sẽ có cơ hội nhận được chút đựng tiền về lo thuốc cho con. Ai ngờ... Thôi, tôi không làm phiền ông nữa. Anh Hào, anh nán lại một chút. Làm con người á, mấy ai tránh được cái cảnh phiền não. Mỗi người đều có cái khổ riêng. Tôi không biết cháu ở nhà đau yếu ra sao, nhưng tôi xin anh nhận cho tấm lòng của tôi. Anh cầm số tiền này về lo cho cháu, coi thiếu đủ ra sao, rồi anh cho tôi biết. Khoảng một tuần nữa đó, tôi mới giao tòa soạn cho họ. Lòng tốt của ông tôi rất cảm ơn, nhưng xin ông hiểu dùng cho câu vô ân bất thụ lộc. Tôi hiểu là sẽ chạm đến lòng tự trọng của anh, nhưng vì tôi mến anh, vì tôi cũng có cái đau mất con. Nếu ông không ngại thì có thể cho tôi biết chuyện nhà của ông không? Người ta nói ai có nỗi đau mà có người chia sẻ thì cái đau sẽ được giảm bớt đôi phần. Tôi có một đứa con gái mới lên 5 tuổi. Cách đây 6 tháng con tôi trải qua một cơn bệnh đau mùa nguy hiểm. Phần số không qua nên nó đã trút hơi.
vợ chồng tôi thương yêu như ngọc như vàng. Nó đã bắt hơi trên tay của mẹ nó nên vợ tôi ôm sát con mà giật và khóc than. Anh thấy có cái cảnh não lòng nó chẳng bỏ qua ai. Đâu phải chỉ có nghèo mới khổ mà giàu không biết khóc. Đã nói cảnh trần gian phú đầy gai góc thì kiếp nhân sinh ai tránh được bao giờ. Ông bà vẫn còn trẻ, lo gì mà không sanh nữa hay sao? Ai cũng đều nói với anh vậy, nhưng mà đâu có ai hiểu được nỗi bất hạnh của vợ chồng tôi. Sau khi sanh đứa con gái, bác sĩ bảo là vợ tôi không tiếp tục sanh con. Vì vậy cho nên con gái tôi mất đi, vợ tôi không chịu đựng nỗi sự đã thích. Một phần cũng vì biết mình không còn sanh nở, sợ tôi không còn tình nghĩa sẽ lỡ phai. Đau khổ dài dò tàn phá tâm tư nên khiến vợ tôi phát bệnh điên cuồng. Hiện nay vợ tôi đang nằm trên nhà thương chợ quán nên tôi lắm vào cảnh một kiện hai quan. Có người bạn thân trên Sài Gòn cho tôi một chân thư ký để tôi tìm bề săn sóc vợ tôi. Ông nói đúng, nghèo hay giàu cũng đều có nỗi khổ. Cái khổ của ông là mất một đứa con và vợ thì bị bệnh. Còn tôi, khổ vì nghèo mà tới hai đứa con. Tôi không làm ra tiền để vợ tôi phải cực khổ bươn chải kiếm từng hộp gạo. Anh có tới hai đứa con lận hả? Phải. Mà trai hay gái? Dạ, hai đứa con gái. Đứa con lớn lên năm, nó khỏe mạnh. Còn em của nó là đứa bệnh mà tôi đã nói với ông. Anh Hào à, tôi tính vậy nghe. Ông tính chuyện gì? Hay là anh cho tôi đứa con lớn của anh đi. Hả? Ông muốn sinh con gái tôi à? Không được. Như vậy chẳng khác nào tôi đem con đi bán. Ông nghĩ sao mà bàn đến chuyện này? Tôi nghèo thà cạp đất để mà ăn, chứ không vô tâm ban con ruột của mình. Xin lỗi anh, mong anh đừng nóng giận. Mà nghe tôi phân tỏ đôi lời, anh trao con gái cho tôi đó là một việc nhân từ, chứ không phải là một chuyện ban mùa. Anh thấy tôi nghèo đang trong cơn túng ngặt, nên túi tôi đem bán con mình. Anh xem tôi là hạng người gì chứ mà lại dẫm bừa lên danh dự của tôi. Tôi biết là anh tự ái, nhưng ý của tôi thì lại chân tình. Vợ tôi mang bệnh như vậy là tại mất đứa con. Nếu gặp con gái anh chắc hồi phục bình tình. Vì bác sĩ nói tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, nên tôi van xin anh hãy nhận lời. Vì đó là lòng từ tâm không chỉ cứu một người, anh quyết định một lần cứu được cả ba. Đứa con gái nhỏ hiện đang bệnh nặng, hy sinh một đứa cứu một đứa đâu phải là có tội. Giả lại tâm thân của nó sẽ được sung sướng. Anh giữ được mạng con mình tôi, cứu được vợ tôi. Còn hơn là anh nhìn một đứa con quằn quại trước tử thần, còn một đứa thì đôi rách thiêu con. Mấy lời của tôi thật thiết gian cầu, anh hãy thương giùm hoàn cảnh của tôi. Ông nói cũng đúng, nếu không có tiền thì con Tâm sẽ chết. Cho con ăn để cứu mạng em và cứu luôn vợ ông. Vậy làm thì làm gì phải chứ đâu có quá. Anh à, anh yên lòng đi, tôi nhận đứa con gái của anh làm con tôi. Tôi sẽ yêu thương nó như là con ruột. Tôi tin chắc
có nó, vợ tôi sẽ khôi phục trí nhớ. Anh nhận lời tôi nghe, tôi sẽ mang ơn anh suốt đời. Tôi gian anh mà anh hãy cứu giúp vợ tôi. Họ không nhận nữa sao mình? Họ chê hả? Họ sắp đóng cửa tòa soạn. Họ khen nhưng phải mang về. Tưởng đâu hôm nay mình đến là để nhận tiền. Thiệt là cái số của vợ chồng mình tận cùng rồi. Tôi cũng tưởng đâu có tiền để lo thuốc men cho con Tâm. Vì thầy thuốc nói nó sưng phổi. Mà số tiền của anh hai để lại cũng hết rồi. Còn bệnh của con nhỏ thì... Anh hai nói đi về trển lộ dài bữa sẽ xuống. Mà bữa nay được hơn 10 ngày rồi. Trời ơi! Ảnh hứa ra hơi đâu mà trong. Ảnh về thì mừng. Chứ trong ảnh cho tiền. Mà thôi đi. Trong ảnh cho tiền mà làm gì? Mình à! Nếu phải phần số của con An như vậy thì mình đừng có giận tôi. Khi nghe tôi nói điều này, vì tôi biết nói ra mình sẽ đau lòng. Nhưng hoàn cảnh hôm nay gia đình ta vô cùng thất nghiệp, nên tôi đành liều xin mình làm cái chuyện vô nhân. Muốn chữa bệnh cho con Tâm thì phải hy sinh con An mới chẳng phải. Tôi không thương con nhưng bởi quá nghèo, nó về ở với người ta cuộc đời nó sung sướng sau này. Mình nghĩ sao mà mình cho nó chứ? Họ có ruột thịt gì đâu mà họ thương con mình. Chừng đó đó mình biết nó ở đâu mà đem nó về. Thôi đi, có khổ thì cùng khổ, tôi không chịu cho con tôi đâu. Người ta cần đứa con để cứu mạng cho vợ của họ. Họ cần con mình để cứu mạng cho vợ họ, chứ họ đâu có yêu thương gì nó. Mình à, mình bỏ ý định đó đi, tôi không đồng ý đâu. Mình à, mình hiểu giùm tôi mà. Tôi làm sao có thể lấy cây bút màu để tô vẽ cho đậm thêm mà thay đổi cuộc đời của các con. Mình à, tôi đã hứa với người ta rồi, phải có tiền mới giải quyết được chuyện khó khăn mà. Thiệt là như một trò đùa. Tôi không ngờ, tôi không ngờ con của tôi lại bị cha nó đem đi bán. Trời ơi, tôi không ngờ núm ruột của tôi lại bị chồng tôi đem dứt bỏ bên. Mình An ơi, con có hiểu cho lòng mà đớn đau tôi hận não nề. Nếu mình không nỡ lòng cho con hoài An thì đành nhìn con hoài Tâm phải chịu chết oan. Ông trời đã định rồi phải để con An đi mới có cơ hội cứu con Tâm toàn mang. Có đồng tiền mới giúp cho mình xoay sở. Mình hãy nghe tôi mà bớt tham vui sầu. Mình nghĩ lại đi. Hiện giờ vợ chồng mình đang chơi vơi trên mặt biển.
có người họ chỉ vớt một đứa để cho mình rảnh tay mà cùng nhau đưa một đứa vào bờ, chứ có phải là tôi đem con quăng xuống biển đâu. Mình đừng nói nữa, mình đừng nói nữa. Tôi nhất định là tôi không cho con Hoài ăn đâu. Mình đừng có ép tôi, mình đừng có ép tôi nữa. Nè nè, mình đem tiền đi, đem tiền trả lại cho người ta đi. Mình đem tiền trả lại cho người ta đi. Nhờ đứa con gái của anh mà vợ tôi lần hồi bình phục. Từ đó vợ chồng tôi xem Mẫn Hoa như vị thần nhỏ bé. Nó giữ được cái hạnh phúc của gia đình mà tôi tưởng đã tiêu tan sau cái ngày con tôi mất. Vợ tôi cuồng tâm loạn trí. Sao lại như vậy? Năm đó nhờ số tiền của ông cho mà vợ chồng tôi đã chữa khỏi bệnh cho em nó là ngoại tâm. Bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau, Mẫn Hoa cũng đã lớn khôn rồi. Vậy vợ chồng anh... Không, ông đừng hiểu lầm. Vợ chồng tôi không hề có ý định nhìn nhận hay bắt lại đứa con đâu. Nhưng tôi thì lại muốn như vậy. Ông... ông muốn như vậy à? Chẳng lẽ ông không thương con Hoa hay sao? Sao lại không thương cho được hả? Chẳng những nó là vị cứu tinh cho gia đình tôi, mà đối với tôi nó như là báo vật. Tôi có thể mất đi tất cả chứ không thể nào để mất Mẫn Hoa. Nhưng tôi không là người tạo ra nó mà tôi còn thương như vậy, thì tôi hiểu rằng một người từng mang nặng đẻ đau sẽ
gì thật gì không hiểu sao gì thiện? Cô muốn tôi hiểu điều gì? Tôi muốn gì phải hiểu là cô hai, cô đừng khóc. Cô cần gì ở tôi? Tôi nhất định sẽ làm cho cô vui. Tôi muốn thấy cô vui vẻ như ngày tôi mới bước chân vào đây. Chứ tôi không muốn nhìn cô khóc. Vậy thì dì hãy nói đi. Dì hãy nói là Lộc Hoài Tâm không phải là em ruột của tôi. Và dì không phải là người đã banh giá xẻ thịt tạo ra tôi. Trời ơi, tôi muốn dì được nhìn lại đứa con mà buộc ba tôi phải trao tiền một lần nữa. Tại sao dì không để cho dòng thời gian thuận xuôi cho số phận? Dì lôi ngược lại làm chi để phơi bày cái quá khứ phũ phàng khốn nạn của một đứa con gái từ lâu đã mất khỏi sang. Trời ơi, tôi không muốn làm con tôi khổ mà. Vì đừng đóng kịch trước mặt tôi cho trọn dây tuồng. Dây tuồng của hai kẻ làm cha mẹ đã nhân tâm hy sinh một đứa con để bảo vệ một đứa con. Tôi có tội tình gì mà phải đành để cho tôi nổi trôi? Cùng là con sao lại đứa thương đứa ghét? Nếu dứt bỏ thì cứ coi như là tôi đã chết. Còn đào tới làm chi cho tôi hận tôi hờn? Tôi biết nói gì cho con hiểu lòng mẹ. Hai mươi năm trời nỗi đau bức ruột, đêm nằm cầu nguyện mong cho con yên ấm cuộc đời. Giờ gặp lại con tôi không dám nhận, dù lòng nỗi đau vết thương cũ năm nào. Biết con đã yên thân trong tự nhủ với lòng là nên an phận mà âm thầm săn sóc cho con. Tôi không cần sự thương hại từ dư. 20 năm nay tôi sống thế nào thì bây giờ tôi cứ như thế đó. Thà quên thân phận cứ làm thân chùm gơi mà khỏi xót xa cầu thế giới nhân. Con à, con đừng nói vậy mà mang tội nghe con. Người chồng không ngại bán con mình lần thứ nhất thì người vợ đâu để mất cơ hội làm tiền lần thứ hai? Họ đã nhẫn tâm thì không lẽ ông trời lại bất công với con sao ba? Trời ơi, mình ơi, tôi gặp ông chủ tốt là chỉ muốn chứng minh ông có phải là người của ngày xưa. Chứ tôi không ngờ, tôi hoàn toàn không ngờ chuyện rối lên làm cho mình thêm đau đớn. Tôi chỉ muốn một mình tôi bị oán hận thôi. Chứ tôi không muốn mình phải chịu giả chung đâu. Chính tôi đã vẽ ra cái cảnh phân ly cốt nhục để mình chịu đau suốt 20 năm dài. Ông nó không ngại ngùng quăng bỏ tôi đi thì đến tìm gì dạng chi cho thêm rối rắm. Tôi đã mang ơn ba má tôi chắc chịu nuôi dưỡng thì suốt đời này tôi chỉ biết có ba tôi. Ngoài ra tôi không còn muốn biết đến ai
Và tôi không muốn ai đến đây để khuấy động cuộc sống của tôi. Mừng Hoa, Mừng Hoa, Hoài An. Mình trời ơi, sao vậy nè? Đem chị đi nhà thương liền. Đi. Ba bi anh Hào quả là tha hương ngộ cố tri. 20 năm thế sự cuộc đổi dần, vậy mà xoay một vòng đã gặp lại nhau. Mẫn Hoa, ba đã trót mang ơn của họ, vì vậy ba không thể nhìn con thờ ơ ghẻ lạnh với đấng sanh thành con à. Ba, tại sao ba lại phải mang ơn? Kẻ bán người mua sòng phẳng cả mà. Không có kẻ bán cũng không có người mua, mà đó là tình người. Tình người? Con không hiểu ý của ba. Vì cám cảnh gia đình của ba nên anh Hào mới đem con mà cho, với hy vọng người mẹ mất trí vì mất đứa con được hồi phục lại trí nhớ. Quả thật con như liều thuốc hồi sinh. Hơn nữa lúc đó em con đang bị bệnh nặng, ba trao cho anh Hào một ít tiền để cứu mạng em con. Vậy thì ba và anh Hào thỏa thuận trao đổi với nhau để làm một điều nhân đạo. Nhân đạo? Nhân đạo mà đem con mình làm vật hy sinh để cứu người sao? Nhân đạo mà đem đứa con này để đổi lấy tiền để cứu chữa cho đứa con kia sao? Để rồi bây giờ nó phải lỡ khóc lỡ cười trước cảnh mẹ bàng như vậy sao? Bà đừng có biện hộ cho họ nữa, vô nghĩa lắm bà. Không vô nghĩa đâu con. Nếu không làm như vậy thì đâu giải quyết được cái cảnh bi đát của hai gia đình. Ba sẽ mất luôn người vợ, hạnh phúc gia đình sẽ tiêu tan, còn con sẽ mất đi người em. Và rồi cuộc đời của con 20 năm nay sẽ ra sao? Trong tình khốn khổ con có được ấm êm hạnh phúc trong tình thương yêu và cuộc sống sang giàu. Còn má con phải cam tâm chấp nhận việc làm của ba con mà ruột thắt gan bao. Bao năm nay má con nuôi hy vọng được gặp lại con khờ cho ngờ đã gặp mà vẫn không được nhìn con, lại phải chấp nhận những lời của con nặng nề oán trách. Còn ba chỉ là một con người ích kỷ, không xứng đáng để cho con yêu kính tôn thờ. Ba, sao ba lại nói như vậy? 20 năm nay ba đã dưỡng nuôi và thương yêu một đứa con không phải là ruột thịt. Công đức đó, tình thương đó, không lẽ không đáng nhận nơi con lòng tôn kính sao ba? Nhưng còn một sự thật mà con chưa biết về ba. Sự thật gì vậy ba? Ba đã nhận ra tâm tích của anh Hào, nhưng ba chỉ muốn âm thầm giúp đỡ chứ không muốn cho con gặp lại tội nguồn lắm con. Nhưng mà con ơi, người tính cũng không qua trời. Con nghĩ đi, ba bất kỳ bất nhân không? Vì vậy nên con mở lòng độ lượng, nhìn nhận tự thân cho ba được yên lòng. Má con đang hôn mê trong bệnh viện vì một vết thương cũ trong đầu gần 20 năm nay. Nếu như để xảy ra những điều đáng tiếc thì suốt cuộc đời này con sẽ đầy đứt cùng người. Má của tôi. Bác sĩ Hiếu nói phải chờ tỉnh lại mới tiến hành cuộc giải phẫu được. Nhưng mà còn tùy ở ý chí của bệnh nhân. Mẫn Hoa con, sự thật má con không phải là người mẹ nhẫn tâm như con đã nghĩ.
mà dù có thế nào chăng nữa thì đó cũng là người có công mang nặng đẻ đau. Con phải có bổn phận của một đứa con đáp đền chữ hiếu. Hiện giờ má con rất cần con, chỉ có con mới có thể làm cho má con bừng dậy niềm tin và lẽ sống. Nghe lời ba đi con. Ba, con, ba. Mẫn Hoa, em đến thăm bác gái hả? Không. Em đừng đi. Tôi không làm phiền anh đâu. Trốn tránh sự thật không phải là cách đâu em à. Tôi không có gì mà phải trốn tránh cả. Em có. Có trái tim máu đỏ, có tình huyết nhục thiên liêng, và tình yêu của anh vẫn còn ở trong em kia mà. Đừng, anh đừng nói nữa. Mẫn Hoa ơi, nếu sự thật ở trong em là một trái tim băng giá lạnh lùng thì em không có mặt nơi này. Không tìm về một đứa con khờ suốt 20 năm trời bị mẹ bỏ rơi. Mẫn Hoa ơi, em hãy bình lặng tâm tư đi tìm hiểu cho ra tận cùng sâu thẳm. Tại vì sao ngày xưa mẹ với cha phải cam tâm bước ruột giao người? Ruột đứt lòng đau chôn chặt nụ cười. Anh biết em hờn tuổi hận cha trách mẹ, nhưng hãy hiểu cứ giọt nước mắt nào cũng phải chảy xuôi. Thì cha mẹ nào lại chẳng thương con, mà vì hoàn cảnh phải đành chia biệt. Nghĩ lại đi em, bao năm mẹ chờ đợi tiếng gọi thân yêu cho ấm lại thâm tình. Thâm tình là suối trong ngọt ngào, vì đâu nên nỗi kết nhân mảnh tình thiên nhiên. Lòng tôi giờ xót xa gầy, sao nỡ ra đài thân tôi giữa trần ai. Nghiệt trai trời trớ trêu chi, tình thương trao về đừng gánh tỉ chỉ hoài tâm cho nặng sâu mặc cảm. Hãy nhìn lại đời em hơn hẳn bao người. Em hy sinh cứu mạng cho hoài tâm thì đúng với nghĩa làm chị, nên em hưởng được cảnh giàu sang. Còn hoài tâm chịu thiếu thốn bao năm, anh hiểu em bởi đôi mình từng gắn bó yêu thương. Nên tâm trạng của em anh thấu rõ, anh không thể đứng nhìn người yêu của anh lạc nẻo. Anh vẫn là của em, đừng buộc tội cho hoài tâm.
tiếng nói chân thành từ đáy tim anh là thiết tha yêu em tròn kiếp. Những ngày chúng ta xa nhau là để thử thách cho vàng thao không lẫn lộn chân tình. Anh Hiếu ơi, bao giờ má em mới tỉnh hả anh? Anh khó trả lời. Sao vậy? Không thể giải phẫu được sao anh? Hội đồng còn đang theo dõi. Bệnh nhân còn đang hôn mê em ạ. Vậy thì má em có cơ may hồi tỉnh không anh? Có thể có, mà cũng có thể không. Trời ơi, vậy là em đã hại má của em rồi. Mơ ơi, tại vì cô mà má lại chết nông nỗi này. Con thờ quá. Bệnh của má là do trời định mà phải chịu, chứ nào phải do con. Mà con trong lòng mang ức liềm đi, mơ tha cho con. Em chưa bị thương bởi cảnh tình em chẳng rõ thông, chưa nào phải sanh thành của mẹ đâu em. Trong lúc cảm suy là con người ai chẳng lầm sai, ba sẽ cảm thông rõ được lòng rồi bác sẽ vui. Làm sao má hiểu khi má hiện giờ hồn phách vật vờ trong cảnh hôn mê, nhớ lại những lúc lớn tiếng xảy ra hả mẹ mình cho thua lòng em. Bây giờ hiểu rõ mối dây thâm tình, em thẹn với mình giờ thẹn cùng anh. Em biết sửa sai anh cả không muốn công anh chờ đợi bao ngày. Anh Hiếu, em cảm ơn cái chân tình của anh. Anh vẫn rộng mở để đón chờ em mà. Ông trời ơi, xin cho tôi sống. Tôi muốn được nhìn con tôi hạnh phúc. Má, mời má sống với con em má. Con cần má lắm má ơi. Má nghe được mà. Má nghe được tiếng nói chân thành của con mà.
ông trời ơi, tôi còn bổn phận như con tôi, đừng bắt tôi xa chúng nó mà. Tôi xin hãy giúp tôi còn ý sống mà. Anh Hiếu, anh Hiếu ơi, má, má em khóc anh Hiếu ơi. Vậy là bác đã cảm nhận được rồi đó. Ý chí sinh tồn của bác rất cao. Em nên ở bên cạnh bác. Anh ra ngoài một chút nha. Má, má cảm nhận được rồi phải không má? Má ơi, má tha thứ cho con, hay má còn giận? Mà sao nước mắt cứ trào tuôn? Má hãy trả lời, má trả lời cho con đi. Dù lời hờn trách là con tệ con hư, không biết quý yêu chứ cù lao khó nhọc của mẹ hiền. An ơi, con than khóc lòng má đau nghiền, vì con làm ruột má làm sao trách mắng cho đành. Mơ con rời xa má suốt 20 năm, má đã bỏ rơi con để cho con phải vay mượn thâm tình. Má muốn con cho thỏa lòng mẹ, nhưng trời ơi, tôi không sao làm được theo ý mình. Má, má ơi, má cố gắng lên đi má. Má ơi, mở mắt ra nhìn, con đang cận kề, con đợi má. Má ơi, đừng vội bỏ con đi. Má, má ơi, má tỉnh đi. Con nè, con là Hoài An nè má. Má ráng đi, má mở mắt mà nhìn con đi má. Má ơi, má ơi, con biết lỗi rồi, má đừng giận con nữa nghe má. Má không giận con đâu, má mệt. Má, má ơi, má làm sao vậy? Má ơi, anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi, Hoài Tâm ơi. Con nóng ruột quá ba à. Đừng lo lắng quá, bình tĩnh đi con. Đây nè anh Hào. Xin lỗi anh, vừa nghe Mẫn qua điện, tôi lật đật đi mà quên cho anh hay. Còn anh? Con Tâm nó nhắn về nhà, thằng Đức chạy vô cho tôi hay. Tôi lên phòng định xin phép ông, thì ông đi rồi, nên tôi chạy vô đây. Không biết cậu hai của nó có đi được không? Sao đi không được? Sợ ảnh mắc kẹt cái hàng phở bò phu thê của ảnh. Ai nói hàng phở phu thê quan trọng hơn em gái tôi? Không dám đâu, y phục sao bằng thủ túc. Ý cậu nói á, quần áo không bằng tay chân phải không? Đúng vậy. Ý mà ông anh là ai vậy? Dạ là ba nuôi của cháu đó cậu.
Vậy thì ông đã... Là người tiếp tay với anh Hào làm tổn thương trái tim chị Thiện bao năm nay. Cậu có trách đó thì trách luôn tôi nữa mới phải đó. Ê, tôi đâu dám. Còn phải mang ơn ông anh nuôi cháu tôi, nên nó mới có cuộc sống sung sướng đó chứ. Con xin lỗi, tại con mà má con mới ra nông nổi này. Con đừng có như vậy, không ai trách con đâu. Phải không anh Hào, cậu hai? Con nó không quán hận tôi là tôi mừng rồi. Sao cháu? Má em ra sao rồi hả anh Hiếu? Thưa bác, ca mổ đã thành công. Tôi nói mà, bác sĩ Hiếu giỏi lắm. Mọi người yên tâm được chưa? Chị hai, ba, cậu, dạ thưa bác, má con thoát hiểm rồi. Hoài Tâm, chị mừng quá. Tôi cảm ơn trời Phật. Cho tôi khen bác sĩ một câu nghe. Lương y như từ thiện, từ mẫu với cậu, sửa lưng tàu hoài hả? Thôi để con đưa má đến phòng. Bác sĩ đổ mồ hôi kìa con. Anh Hiếu, em cảm ơn anh đã cứu má em. Cũng nhờ có em. Chứ nếu bác không tỉnh lại thì anh cũng bó tay thôi. Từ rồi đừng có làm phiền bác sĩ Hiếu nữa biết chưa? Dạ biết. Em đưa anh về phòng nghỉ nha. Anh đâu phải là bệnh nhân. Em đến với má đi. Cảm ơn anh. Con đến phòng xem má con nghe ba. À, con đi đi. Hiếu à, mỗi người là một cuốn sách. Nếu mình biết đọc nó, mẫn qua được hạnh phúc bên cháu, bác mới yên tâm. Cháu xin ghi nhận lời bác nói. Bác đưa cháu về phòng nha. Dạ.